1, 2, 3, 4, 5. Ấy, rồi. Tao đang quay rồi, quay ngược lại này. 6, úi giời. Hello mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nhá. Thì đến với video tiếp theo này thì mình hôm nay mình đang có mặt tại quán gấp gấu này. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không gấp gấu mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người. Đây là một chiếc máy chơi bắn son nhé mọi người. Bắn son trúng giải thưởng nhé mọi người. Ở đây là có những ngăn giải thưởng này mọi người. Và giờ là cái máy này gọi là tạm thời dịch là đây là nó viết là chữ kit này. Đấy, không nghĩa là hôn gì đấy. Giờ mình sẽ đấy. Giờ mình sẽ chơi trò này cho mọi người xem nhá. Giờ đây là có rất nhiều giải thưởng nhé mọi người. Thì mình sẽ chọn đây, mọi người để thấy không, rất nhiều giải thưởng đây mình. Đấy, bây giờ mình sẽ rút tiền vào đây nhá. Đó, mình rút tiền vào đây để mình chơi nhá. Rút tiền. Đấy. Xong là ấn đây, chọn số nhá. Giờ mình sẽ chọn cái hộp số 18 này nhá. Đấy, hộp số 18 này mọi người đây. Đấy. Ừ, đây. Giờ mình sẽ chơi cho mọi người xem nhá. Đấy, mình vừa thắng lượt thứ nhất rồi mọi người. Đấy, chơi tiếp theo nhá. Đấy, cái mức đến đây rồi này. Đấy. Chí nữa là tầm. Thôi. Úi xời. Úi xời ơi. Xin chào, chít rồi mọi người. Không được rồi. Mình chơi được chơi tiếp theo nhá mọi người. À, đút tiền hả? Đấy. Chơi cái này là 10 pha 1 lượt nhé mọi người. Em đưa với 7.000 tiền Việt. Đấy, mình tiếp tục chọn số 18. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Úi giời, 6 cây. Vượt đầu là rất dễ nhưng mà vòng thứ hai là khó nhé mọi người. Đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Úi giời, 1 cây nữa thôi. Úi giời. Tại xin rồi. Không được nhá mọi người. Chơi lượt tiếp theo nhá. Ôi, lượt này lượt thứ 3 rồi mọi người. Chơi cái máy này rất vui nhá. Đấy, mình chọn tiếp tục hộp số 18 nữa nào. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Rồi, lượt đầu rất dễ nhưng mà lượt thứ 2 thì hơi khó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi, đang chạy nó lại quay ngược lại rồi, ngại xịt rồi. Giờ mình hết tiền rồi, mình phải đổi tiền á. Đây, máy đổi tiền đây. Đẹp quá. Ba được chơi rồi, mình không lấy gì. Chết rồi, quá là tiền ra này. Đây nhá mọi người. Đấy. Thì là mình tiếp tục chơi nhá mọi người. Đã quay mất. Chưa rút tiền. Tiếp tục số 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Úi giời, quá đơn giản lần đầu nó lại dễ đấy. Để chơi tiếp theo thì nó hơi khó này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ôi. Ôi, nó đang quay, nó lại quay ngược lại. Ai xịt rồi. Mình chơi lượt tiếp theo nhá. Tiếp tục số 18 rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi, lượt đầu thôi nó dễ đấy, kể mà lượt thứ 2 nó dễ đấy nhỉ. 3 lượt là mấy thắng nhá mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi, nó đang quay đi, nó quay ngược lại. Mình sẽ chơi lượt tiếp theo này. Lần này mình sẽ chơi cẩn thận hơn tí nữa. Tiếp tục.
1, 2, 3, 4, 5. Ấy, rồi. Nó đang quay, nó quay ngược lại này. 6, úi giời, lỗ rồi. Đây, đấy. Đây là qua mức thứ hai này mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Úi giời. Úi giời. Úi giời, ôi. Kẹt không ạ? Không thành công mình chơi nốt lần này nữa. Không được mình sẽ nhường lại máy cho người khác chơi. Đây mình sẽ chọn thử số 17 nhá. Không số 18 nữa, mình chọn số 17 nha nào. Sáu, giỏi vỡ. Tiếp tục, mức số 2. 1, 2, 3, 4. Ôi, suýt nữa thì tèo. Úi giời. Úi giời. Úi giời ơi, vẫn không được. Thôi mình chỉ tới giờ mình sẽ nhường lại máy. Đấy à, thế là nhường cho em chơi. Bây giờ nhường cho người quay phim chơi nhá mọi người. Đấy. Úi giời. Lượt chơi đầu rất là nhanh. Tiếp tục sang cửa số 2 kìa. Đấy. Ui, vẫn thất bại. Không thành công nhé mọi người. Tiếp tục lượt chơi tiếp theo. Tiếp tục, đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đấy, 6 cây son. Lượt chơi tiếp theo, thứ hai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 4 cây nữa nhé mọi người. 3 cây nữa thôi, 2 cây nữa thôi. 1 cây nữa thôi, cố lên. Cố lên, cố lên, một cây nữa thôi. Bạn còn 17 giây nữa. Ui. Không thành công nhé mọi người, lượt chơi tiếp theo. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, người chơi đang run. Tám, hai cây nữa thôi. Còn 2 cây nữa thôi. 9. 1 cây nữa thôi. Yên, hết giờ, hết giờ. Hết giờ đây gần. Run à? Muộn thế à? Muộn này. Để chơi tiếp theo nhé mọi người. Ấy, nó chơi đầu rất là ngon ăn. Nhưng mà đến lượt thứ hai là nó hơi khó. Úi giời, lượt thứ hai đã thành công rồi nhá mọi người. Bây giờ lượt thứ ba nhá. Nó quay nhanh lắm, người ta quay nhanh lắm. Đây là mình chơi nhá mọi người. Đó. Ui giời, chơi rồi. Giờ mình sẽ chọn thôi, chọn số 18 đi. Thôi.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui giời, đơn giản. Lượt đầu quá dễ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi, nó quay đúng bên đấy nó dừng lại. Xịt rồi mọi người. Mình chơi lốt lượt này nữa thôi là nếu mà không được là thôi này. À, thôi tí nữa mình chơi lượt sau. Đấy, phát đầu rất là dễ. Giải thưởng đi ở kia rồi mà mãi mà không được. Ui giời, xịt rồi, anh. Đấy. 18. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ui giời, đơn giản. Loạt nước. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ôi, lại quay ngược lại, nó mới đẻo nhé. Mình chơi lốt lượt này rồi, không được nữa thì thôi nhỉ. Run quá, quay này. Chơi lượt này không được. 18. Ba, bốn, năm, sáu, vỡ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Úi giời, lượt thứ hai đã được. Thế là lượt thứ ba nhé mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi, còn 4 cây nữa thôi. Thất bại, thất bại. Một phát này thôi không được không? Goodbye siêu game. Goodbye siêu game. Đầu hút thế. Phải mấy anh em. Không được, không được. Ừ. Mình chơi lần này nữa là không được là mình đi về này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ui giời, không được. Thôi, mình chỉ về đây. Mình xin kết thúc video tại đây nhé mọi người. Nếu thấy video hay hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người.